Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game, bắt đầu game kích dấu đi. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đây là một trò chơi giải trí theo kiểu tra tấn con dấu đi nhé. Chúng ta mày bút đi thế nào, bút đi ngất đi thôi. Ok, chúng ta sẽ dùng một số công cụ để đánh bút đi. Cho bút đi ăn thật nhiều này, ném trứng bút đi, tôi sẽ ném trứng. Chúng tôi sẽ cho bút đi ăn thật nhiều bánh. Giữ bút đi ạ, ăn thật no luôn. Vâng, cân xịn. Cơ thực số về ăn bánh nhé. Số bút đi ăn bánh nè. Nhưng chắc là nó ăn được chứ nhỉ? À, chúng tôi ăn bánh mì nhá, chúng tôi đói nhá, bút đi đâu đó nhá. Tiếp tục cho bút đi ăn cái gì rồi? Cho ăn bánh ngọt đi. Tiếp tục ạ. Tôi sẽ cho bố đi ăn sushi biến đổi gen nhé. Thì sẽ biến thành một con người khác rồi. Chúng ta sẽ cho rồng à, khủng long tấn công đi. Vâng, con khủng long bạo chúa nó tấn công đi đây. Ui trời ạ, nó vừa gặp. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng xe tăng bắn bút đi nhé. Tuyệt. Và xe xe tăng bắn con gấu đi. Tiếp theo chúng ta dùng con island. Đang có một cái bọc gì đây? Chúng ta cùng xem nhé. Xem nó tấn công bút đi. Chết rồi. Chúng ta sẽ dùng trái bom nổ biển này. Đó, đã chiến thắng nhanh vậy. Ok, chúng ta sẽ tôi sẽ nướt hết những cái trò chơi cũ mà tôi vừa chơi đi đã. Chúng ta sẽ chơi trò tiếp theo, Plane vs Zombie 2. Bắt đầu cùng chơi nhau vào đầu tiên này. Ok,
chúng ta sẽ chọn các nhân vật của chúng ta. Ok, bắt đầu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ trồng những cây hoa lên để chúng ta lấy năng lượng mặt trời nhé. Ok, đó. Đó, dùng bài đó. Đó, chúng ta tấn công. Bắn. Bắn bọn chúng này. Ok, tiếp tục nào. Chúng ta có thể trồng nhiều hoa bông lên hơn. Những bông hoa nhà mặt trời để nó tạo ra những khẩu súng bông lên nhé, để bắn những con zombie đang tiến tới phía chúng ta. Cứ bình tĩnh thôi, không có số bài là có thể đến được đây cả. Tôi khá là tự tin một điều như vậy. Cứ bình tĩnh thôi, bắn đây nè. Tôi đã có rất nhiều. Không có gì phải sợ cả. Cứ bình tĩnh thôi. Ok, đã chiến thắng. Chúng ta cũng bắt đầu với level tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với level 2 nhé. Ok, những con zombie hãy đợi đấy. Để xem tôi sẽ xử lý chúng như nào. Bắt đầu nào. Tốt đó. Bình tĩnh, tôi sẽ nhắn nha. Con dùng bài. Tôi mới lắm hút của ta hả? Hay đó. Để hút hoa mặt trời được. Ta sẽ tiêu diệt được luôn. Tốt đó. Ta chỉ mới nơ đã một chút một người dám hút hết cả. Không có chuyện đó đâu. Tiêu diệt cả người. Màu tuyết quen thân này. Hãy tiến lên đây. Ta sẽ tiêu diệt hết. Định là ốc tuyết hả? Cứ đợi đấy, tôi sẽ xử lý hết.
생각하기는 허가능이다. 무슨 말 되는데, 그러지 않냐. 좀 닦고 내놓으면 되세요. 섭, 오케이, 그럼 말아봐. 오케이, 됐구나. 그동안 조금 될거 아니야. 오케이, 역시 잘 정수처리. 어이, 괜찮아. 그렇지, 뭐야, 무슨 정보 아니야. 오케이, 뭐라고? 막 뭐라고 저기 도냐? 됐구나. 됐구나. 오케이, 됐구나. 나 쏘나? 오케이, 됐구나. 목줄 에라, 이거. 목줄 에라, 잡을 때 파리. 잡을 때 파리야. 그렇다, 내려. 오케이. 그도가 왜? 무슨 관상이야? 오케이, 그도가 뭐지? 아이. 뭐 독감이 왔나봐 또. 이거야. 뭐 X2. 먹을 사람 X2. 또 하나 먹을 사람 X2 너. 죄송합니다. 그래서 너무 멀어. 또 너무 추워. 내가 안 추워. 꽈라. 좀 통제적으로 해주세요. 템포산.
chúng ta khám phá ngôi đền huyền bí nào. Ok, để con nào. Thế thôi ạ. Này con ạ. Ok. Không phải ăn mấy lần mới được. Không biết cho em bắt tôi rồi làm sao đó. Ok, tiếp tục vào. Con ạ. Nó sao ạ? Ok. Con ạ. Ok, cho con ăn được chiếc giáp chạy nhanh. Đấy con ạ. Tiếp tục ạ. Khu rừng già khá là nguy hiểm với rất nhiều cạm bẫy nha. Đấy con ạ. Tiếp tục chúng ta đến với game tiếp theo, Zomba The Sumi. Sẽ mua phố thiết bị. Ok, chúng ta mở ra. Tôi nhớ quá nè. Vâng, hay quá. Tiếp tục ạ. Cái gì mà đang bên đi đang đấy. Ok, tôi được hoàn thành trong một nhiệm vụ nhé. Tiếp tục ạ. Thank you.
Thì đầu tuần cái lúc xin chào các bạn.